đấy. Ở trên cầu không hết thằng em mới vừa ra đại sư
tháng. Cái tay chị nít cũng đi xa được mà. Nít là đi đường dài, người cũng đừng với chị kìa. Đừng đi là mình chịu chi nào mà. Nít cũng dễ ngủ, đi xa ngủ. Con nít chị thích rồi. Mình ba mình mới không chịu nổi nè. Hiền á. Xe em thì hóa này hóa xuống, các thằng cũng làm gì? Cầm bao đây mỏi nè. Anh lấy khoai được mà. Ghét ngầu chạy chậm chạy. Lê nặng mụn quay làm bao nhiêu Lê? Mua quay thử thì kêu ở bên kia là bà làm thời chính đó.
tài xế à. Anh đứng bay mà chứ cho bà rung, bà rung mà bà nhịp luôn á, rung nguyên như con cá rung luôn đó. Ok, mi vừa vừa thôi chứ mi rung, nhưng mi rung kinh, nó càng nó là càng rung. Rung lắm. Em cười ngón tay đi chứ, cảm giác cái tay nó nhịp lên mặt luôn á. Con nhung hồi trước cũng rung này. Ờ con nhung đi thôi, khỏi nói luôn. Kinh kinh không? Nó ăn không thừa nhận nó rung hết á. Có nghe gió uống cà phê em bị rung chứ không phải rung. Ờ thì uống cà phê thì ai nói chị đau thì đừng uống nữa. Sao cái tính em thì em thẳng rồi. Em đi chứ em bị rung á. Em cứ thừa nhận em rung đi rồi để mình thay đổi. Chứ còn em đừng có đổi thừa là em uống cà phê em rung. Hơi đau, đặt cái tay. Dạ. Cái gì? Đúng là test hôm qua nữa. Từ từ, để coi cầu chỗ này xíu nè. Mấy này nhiều dễ sợ.